Đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với cô chú anh chị mình là 2.400 mét vuông nằm ở mặt tiền đường huyện lộ 89 này luôn nha. Thì Tiến hiện tại Tiến đang ở đây là chợ Mỹ Phong nè anh chị. Đây là ngã tư chợ Mỹ Phong nha anh chị. Quẹo phải thì mình đi về chợ Gò Cát, quẹo trái thì mình đi về trường Trung học cơ sở Lê Văn Nghề. Còn mình đi thẳng á, mình đi thẳng là mình sẽ qua cầu Trà Sáo luôn nha anh chị. Thì miếng đất của mình á cách đây là tầm 950 mét. Mình đi thẳng qua cầu Trà Sáo 950m là mình đến với cái một cái nền đất mặt tiền của mình luôn nha anh chị. Và em anh chị mình chạy theo em, mình đi thẳng 950m nha. Thì ở đây nè anh chị, thì đã tới rồi nè anh chị, 950m, một đường thẳng duy nhất. Đây là đường huyện lộ 89 ha. Hướng này mình đi 950m là mình đến với chợ Mỹ Phong hồi nãy đó anh chị. Còn đi 2,7 km thì mình đến với lại là quốc lộ 50 ngay cây xăng quân đội nha anh chị. Còn hướng này á, thì mình đi về hướng là của chợ gạo nha anh chị. Thì đất của mình anh chị thì có vị trí á, nằm ở là ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Thì đây là nền đất của mình anh chị. Diện tích của nền đất của mình anh chị là chiều ngang á, là 15m, chiều dài là 110m và anh chị thấy là nó sẽ có nở hậu là 24,79m, giống như chữ L đó anh chị. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong nền đất của mình nha anh chị. Thì nền đất của mình là tính từ cái cây mít bên này nè anh chị, mình ngang qua nhà người ta là 15m nha anh chị, mặt tiền 15m. Bên hông đất của mình anh chị sẽ có một cái con đường đất nhỏ nhỏ như thế này để mà người ta ở bên trong người ta có đường đi vô nha anh chị. Thì nền đất của mình thì được tính từ cái mí mương này đi vô. Mặt tiền lộ nhựa là 15m, còn chiều sâu là 110, tổng diện tích là 2.473,4 m² nha anh chị. Đất của mình hiện tại đang là đất cây lâu năm nha anh chị. Thì đường lộ giới của mình là 3,84m nha anh chị, cũng ít chứ không nhiều nha anh chị. Và từ đất của mình mà mình ra dòng xe quán trường là chỉ có 3,6 km, là khoảng 6 phút đó anh chị. Còn mình đi thẳng vào trong thành phố Mỹ Tho thì cũng tầm 6 phút là đến. Và đất của mình hiện tại đang là đất trồng dừa và trồng bưởi nha anh chị. Mình có nguyên một cái vườn dừa và vườn bưởi Mã Lai ở đây luôn. Anh chị nào mà muốn mua thì Tiến mời anh chị mình đến đây để mình vào trong mình xem, anh chị rất là mê luôn nha. Vườn dừa và vườn bưởi người ta đang thu hoạch luôn đó anh chị. Và anh chị nào muốn mua thì cứ alo cho Tiến qua số điện thoại là 0787 686 293 nha anh chị. Và giá chủ chào bán là 2.500.000.000 một công nha anh chị ơi. Thì ở đây là có 2.473 m² thì tính lên tầm khoảng 6.183.500.000 đó chị. Anh chị nào mà thấy giá này anh chị mà muốn mua thì anh chị cứ alo cho Tiến ha, hoặc là mình muốn thương lượng thêm thì mình cứ đến trực tiếp mình thương lượng với chủ nha anh chị. Dạ em chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những video tiếp theo ạ.